Hello, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin kính chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác gần xa. Lời đầu tiên xin gửi lời chúc tất cả quý anh chị em, cô dì, chú bác gần xa luôn bình an, hạnh phúc, một buổi tối, buổi chiều thật nhiều niềm vui, an yên bên gia đình nhỏ của mình. Và mọi người ơi, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn chuyên mua bán trao đổi các dòng xe máy cũ nằm ở số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Và hai đầu số điện thoại của hai vợ chồng em 0967424911, gặp em Hiền 18 tuổi cộng, dễ thương, vui tính. Và điện thoại thứ hai là 0906308911, gặp anh Đoàn 18 tuổi cộng, ít nói, dễ thương nha mọi người. Và không để quý anh chị em các bạn chờ lâu, hôm nay ngày 11 tháng 6 2020, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn có về một vài xe rất đẹp luôn. Em xin phép like để quý anh chị em bạn bè tham khảo giá. Mọi người chốt được con nào nhanh tay chốt giùm em với. Và đầu tiên em sẽ quay một chiếc siêu cọp có 102 tại xe máy Thanh Đoàn. Quý anh chị em các bạn đang xem một chiếc AB125 đời 2014, nhưng xe chạy đúng 9.000 km. Em nói không với tua đồng hồ, nói không với là xe dọn lại nha mọi người. Một chiếc xe không thế nào đẹp hơn. Xe nào dọn lại em nói dọn lại, xe nào rin em báo rin để quý anh chị em các bạn có thể biết được. Mọi người không, xe này nên mua để đi, tại vì cái máy nó cực ngon và xe cực kỳ mới luôn. Em không hề dọn lại nha, ốc tán bay màu luôn. Bây giờ tìm ra con thứ hai hơi bị hiếm nha mọi người. Một chiếc xe phải nói là có 102 đi bao nhiêu năm, đời 2014, và con này bây giờ đã là 2020, đi 6 năm trời mà chiếc xe mới 9.000 km. Mọi người nhìn vỏ lốp còn có gai luôn, và đặc biệt ốc này, ốc nói không với xi nhá, bên em không có chơi dạng ấy. Xe có sao nói vậy, đây quay ký luôn, xe đẹp phải quay ký cho mọi người cũng biết đấy. Nước sơn rin đét luôn quý anh chị em các bạn, đây tem rin theo xe nha mọi người. Quay rõ chi tiết, hôm nay trời cực kỳ đẹp, không có mưa nên là hình ảnh cực kỳ sắc nét. Mọi người xem cho kỹ vào dùm em, một chiếc xe khó tìm, chiếc thứ hai chạy đúng 9.000 km nha. Mọi người xem cái do đạp này, mới tinh luôn, lóc này, lóc mới tinh luôn nhá. Cái này là dơ đấy mọi người, cái này là dơ đấy, quá đẹp luôn. Đây, và trong này cái bộ máy của nó này, đấy cho mọi người ngắm nhìn cái bộ máy nó đẹp cỡ nào nhá. Em chả cần phải nói, mọi người chỉ nhìn em quay là biết được cái độ đẹp của xe thế nào. Khó để tìm chiếc thứ hai nhá. Biển số 36B345333. Một số 3 nữa thì ngon rồi. Đây được hai, được 3 số 3 thôi. Phuộc nha mọi người, phuộc này. Phuộc trắng tinh nhá. Ốc tán này. Tem rin theo xe luôn này này. Quá đẹp luôn. 9.000 là hơi sai, 10.643 km. Em nói không với tua đồng hồ. Mọi người chỉ nhìn ốc tán cái xe là biết nó đẹp cỡ nào rồi. Em phải đề thứ nhá, em dùng chân để em đề. À, cái này là hình như nó có chống trộm. Nó có chống trộm ở đâu á, xe này thì không cần đề lên này. Mọi người, cho em mọi người xem kỹ luôn nhá. Cái xe mà nó đẹp cỡ này này. Đấy, em quay kỹ cho mọi người xem luôn. Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn chuyên mua bán trao đổi các dòng xe máy cũ nhá. Nằm số nhà 465 này, đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Bên em trao đổi các dòng xe máy cũ và có hỗ trợ trả góp nha mọi người. Đặc biệt hỗ trợ thiết toàn quốc, đặc biệt các tỉnh miền Tây chỉ cần đặt cọc trước 1-2 triệu. Em để gửi xe về gần nhà anh chị em bạn bè ra nhận xe, thanh toán đủ giúp em. Đối với các tỉnh ở miền Bắc miền Trung vui lòng chuyển khoản đủ rồi sau đó em sẽ gửi xe. Và ai đã từng nhận xe của em rồi thì sẽ biết và cho em một comment, một bình luận phía dưới, để cho những ai lần đầu tiên mua xe cửa hàng xe máy Thanh Đoàn khỏi phải ngỡ ngàng, bỡ ngỡ và lo sợ nha mọi người. Một chiếc xe quá đẹp luôn mọi người, hoàn hảo luôn. Đây, phuộc rin theo xe nha mọi người. Ốc tán này, cái niềng rin theo xe này, lốp này. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ chốt con AB125 đời 2014, xe đẹp như xe mới, chạy đúng 10.500 km, trong khi đó đã đi được cả 6 năm trời, với giá bán 26 triệu đồng không bớt. Quý anh chị em bạn bè thông cảm giúp em, nếu như xe này không bán được em để làm kỷ niệm cũng được, tại vì nó quá đẹp luôn, nó quá xuất sắc luôn. 26 triệu đồng nha mọi người, xe chạy đúng 10.000 km, xe 18 triệu cũng có đi, 19, 20 cũng có xe đi, nên quý anh chị em bạn bè khi mua xe vui lòng tham khảo ký giúp em với ạ. Đây ạ, giống như bữa hôm em bán con Novo 6 cũng vậy mọi người. Đây, quá đẹp luôn, đẹp.
26 triệu đồng một chiếc xe chạy đúng 10.500 km. Và đây, mọi người bảo ôi bán đắt quá không mua, thì sang đây giúp em với một chiếc xe y chang vậy, y chang đời, y chang màu, khác biển số và khác độ đẹp xấu thôi. 71C113016. Một chiếc xe so với xe kia thì xấu, nhưng so với cái xe chạy 6 năm thì lại thuộc dạng đẹp, không có xấu nha mọi người. Tem rin theo xe luôn, tem rin theo xe, giống như chị em Thúy Kiều, so với Kiều thì xấu chứ cho so với người ngoài là hơi bị xuất sắc luôn nhá. Vâng ạ. Ai tiền nhiều mình mua xe cọp, ai vừa tiền mình mua xe ít tiền. Không phải suy nghĩ là à người ta có tiền nhiều người ta mua xe tiền nhiều, mình ít tiền mình mua xe ít tiền nhá. Như giống như hôm nay em có đăng lên YouTube bán một chiếc xe 2.200.000 đồng. Có một anh rất là vô duyên vào bình luận cái loại trên này thì bán đồng nát. Anh nói vậy là hơi bị xúc phạm với nhiều người, em nói thật luôn. Tại vì không phải ai cũng có nhiều tiền để những cái mua cái xe đắt. Nhiều người người ta góp có khi 2.200.000 là góp 1 năm trời mới đủ tiền để mua. Ví dụ anh không mua thì anh cứ không cần phải nói gì hết, để người khác mua là được rồi. Một câu nói của anh mà làm buồn cả em. Và nếu như ai đọc được những cái dòng tin đấy cũng cảm thấy rất buồn luôn. Tại vì cuộc sống mà rất là nhiều người nghèo khổ hơn mình rất là nhiều. Nhiều người xe đạp không có để đi. Nên là ví dụ mình nói ra thì đôi khi mình cũng phải nghĩ người khác người ta nghĩ gì nhá. Có tội nghiệp. Anh nói vậy là cũng bị buồn lòng luôn. Một chiếc AB125 màu nâu đen 3 màu bạc, 71C113016, giá bán 21.500.000 đồng. Xe ký giấy về chồng em rồi, nhưng mọi người sang tên một nốt nhạc 30 giây. Đấy, một chiếc xe hai số phận. Gọi là một chiếc xe hai số phận là có thật nhá. Một con là 21 năm và một con là chênh lên cả 5 triệu mấy, 26 triệu. Anh chị em bạn bè thoải mái lựa chọn nha. Và tiếp tục em sẽ quay con Vespa này thì em chuẩn bị gửi về Đà Nẵng thân yêu rồi nha mọi người. Đấy, con xe này là Vision. Một chiếc Vision đời cuối 2017, toàn bộ xe đang dán keo nguyên con, xe trên lột. Và cái xe này thì là cũng của em bán ra cho một hai bác ở Bình Dương. Khi mua là xe chạy 10.000 cây và bây giờ đi 6 tháng rồi vẫn là 12.000 cây. Thì có nghĩa là xe đi 6 tháng thì chạy 2.000 cây giống như xe mới luôn. Đấy mọi người ạ, một chiếc xe em bán thế nào thì bây giờ về bác đế vậy, tại vì bác không đi. Bác nói là bị bây giờ là đang dịch bệnh nên là không có đi ra ngoài, mà nhìn cái km là mình biết rồi. Toàn bộ xe đang dán keo. Mọi người ơi nhanh tay ủng hộ em, chiếc xe quá đẹp luôn mọi người, rất chi là đẹp luôn. Hoàn hảo đến từng cm luôn. Một chiếc Vision 2017, biến số 66L140825, chạy đúng 12.000 km, toàn bộ xe đang dán keo. Chưa một vết tẩy trước, cặp gương rin theo xe luôn. Và đặc biệt bác mới thay một cặp vó mới tinh nha. Một cặp vó lốp mới tinh luôn này này. Mọi người nhìn thấy không? Còn có gai luôn. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn chốt con xe này đúng giá 22.500.000 đồng. Một chiếc xe chạy đúng 12.000 km, toàn bộ xe đang dán keo. Màu đỏ Bordeaux là một trong những cái màu mà cực kỳ hot luôn. Đấy, quá đẹp luôn nha. Zoom ra zoom vào, zoom gần zoom xa đều đẹp, không một tỷ vết luôn. Tại vì xe đang dán keo mà gặp bác này đi ký nên là khỏi phải làm gì luôn. 22.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè nhanh tay chốt đơn dùm em với ạ. Cậu Trương ơi, cậu nói cậu hoài đấy, con siêu riết FI biến 4 bay ra cho em quay cái. Và đây là một chiếc rim Hàn Quốc. Hay nói Hàn Quốc thì cho sang tí, còn em nói đúng thật tâm luôn là xe Trung Quốc. Vâng ạ. Một chiếc xe Trung Quốc mà cái đầu nồi sạch tưng luôn. Em gọi sạch tưng nhiều người không hiểu là gì, nhưng kia nghe là Long Xin Super Diamond Park thì đây này. Xe đẹp hoàn hảo luôn. Đây nhá. Không có gì nhớt gì. Dưới này quay kỹ cho mọi người xem này. Niềng vừa thay mới này, lốp thay mới luôn, căm thay mới luôn, phuộc xịt lại mới luôn, tem mới luôn, trơn mới luôn, mới tinh luôn. Đấy mọi người thấy chưa? Quay ký chi tiết luôn và cái máy của nó nhá. Xe Trung Quốc mà có 102 luôn. 53X8-8417. Một chiếc rim bô mới keng luôn. Bây giờ em sẽ đề thứ máy cho mọi người xem. Cái này hơi yếu bình một tí nhá. Chìa khóa chống trộm luôn. Vâng. Chỉ cần chạm nhẹ là nổ. Và mua thì em sẽ bao lắp bình đề đầy đủ cho anh chị em và các bạn luôn. Mua thì vui lòng lắp bình đề đầy đủ cho mọi người nha. Máy móc có nghe mọi người có nghe cũng Long Xin luôn nha.
này là cũng đề mới tay luôn, về mình đỡ về tay, máy móc em ru luôn. Và con rim này em chốt giá Long Xin cao cấp 4.500.000 đồng một chiếc rim Trung Quốc hay là Hàn Quốc hay là của Long Xin, một trong những dòng xe ngày xưa là bán chạy nhất trong thị trường xe mới. Và bây giờ cái máy nó thì khó phải chê nhé, êm ru luôn nha mọi người. Cái này nó thiếu cái này thôi, không biết mớ cốp ở đâu. Em không mớ được cốp à. Cái xe này em chưa biết được mớ cốp. Lát nữa chồng em phải nhờ mớ nhá. 4.500.000 đồng một chiếc rim quá đẹp luôn nhá. Xe mới tinh nguyên luôn, đặc biệt cái máy cực kỳ chất luôn mọi người. Đấy. Máy cực kỳ chất luôn. Còn Long Xin, hãng Long Xin là ngày xưa là ngon lắm. 5388 8417 một chiếc rim Long Xin cao cấp, giá bán 4.500.000 đồng. Và tiếp tục, cậu ơi có khách ngoài kìa, là những chiếc Way Alpha Vision. Vision về một lượt luôn. Đoàn đâu rồi cậu ơi? Đang quay mà bỏ đi hết rồi trời. Còn chiếc con Way Vision màu trắng chưa đưa ra nữa. Đây, những chiếc xe quá đẹp luôn anh chị em và các bạn. Một chiếc Vision quá đẹp luôn. Cậu ơi, đây con Vision màu trắng ra dùm em với. Dạ, Alpha xanh và Vision màu trắng đó. Đây ạ. Chiếc Vision màu xanh đi vào. Quá đẹp luôn. Hôm nay nhà em về rất nhiều Vision và giá cực kỳ yêu thương luôn nhé. Quá đẹp luôn, không tìm ra một tì vết luôn. Đấy, em zoom kỹ đến từng cm luôn để mọi người xem được kỹ nha. Đây ở xa chỉ cần gửi tiền đặt cọc 1-2 triệu em thể gửi xe về. Anh chị em bạn bè ra điền máy xanh Thế Giới Di Động này, Viettel hoặc là ngân hàng chuyển khoản 1-2 triệu các tỉnh miền Tây Tây nhá. Em gửi xe về tận nhà anh chị em và các bạn luôn. Hôm qua trời mưa quay đâu có đẹp được đâu. Ở hôm nay này. Quá xuất sắc luôn. Chiếc Vision màu xanh quá đẹp. Đây, lốc máy rin theo xe nha mọi người. Hai là một. Một à? Một gì? Một à? Đó. Cái gì cha? Lốc máy rin đét theo xe luôn nha mọi người. Đây, nước sơn rin này. Đấy, quay kỹ chi tiết cho quý anh chị em và các bạn xem được rõ nha. Xe không một tì vết luôn. Và con này biển số 60F1-91344, một chiếc Vision đời cuối 2016. Xe chạy đúng 19.000 km, cực kỳ siêu phẩm luôn nhá. Đèn còi xi nhan hoạt động tốt nha mọi người. Xi nhan hoạt động ok, đèn đầy đủ này. Và giá bán để cho quý anh chị em và các bạn, chiếc Vision này với giá 21 triệu đồng. Xe chạy đúng 19.000 km, chưa một vết trầy xước, máy móc êm ru luôn nha mọi người, anh chị em và các bạn. Nhanh tay ủng hộ em nhá. Và đây, lại là một chiếc Vision màu xanh. Con này nó lên cái đầu SH cho mọi người lưu ý giúp em. Còn con xe bên này là đầu rin. Nếu anh chị em bạn bè thích rin thì em đối lại rin. Còn ai thích em màu SH thì em đối màu SH cho mọi người đi thoải mái lựa chọn nha. Một chiếc Vision quá đẹp luôn. Đoàn đi đâu à cậu Hoài? Lấy cái Vision trắng ra giùm em với. Đây con này là đời 2017 luôn. Đời 2017 luôn nha mọi người. Bây giờ em sẽ đề thứ máy cho mọi người xem. Cái này là chưa bó bình luôn. Biển số 93P211743, một chiếc Vision 2017 màu xanh luôn. Và giá bán đồng con này đến 21.500.000 đồng một chiếc Vision 2017. Còn con màu xanh biển 60 đời cuối 2016 giá bán 21 triệu đồng. Cho anh quý em chị em bạn bè lựa chọn thoải mái, ai thích xe nào thì chốt xe đấy giùm em với nhá. Nhanh tay mọi người. Ở đây là một chiếc Way RSX màu đồng nha mọi người. Con này thì em vừa lấy về và chưa làm nổ, nhưng mà nhìn xe là em biết em bao em luôn. Không em cứ trả lại xe cho em. Một chiếc Way RSX màu đồng cực phẩm luôn. Toàn bộ tem rin theo xe thưa quý anh chị em và các bạn. Đây ạ. Quá đẹp luôn, lốp vừa mới thay xong nhá. Để con đó chị quay luôn cái. Đây nha. Quá đẹp luôn. Biển số 3. Em chạy lên bên này cái. Chạy lên bên cao đi. 36 D2 7762. Cẩn thận có chó này.
bán nhé. Đấy xác rồi. Lớn gạo nặng lắm. Đây một chiếc quay RSX màu đồng nhá. Và đặc biệt dàn chân cực đẹp luôn nha mọi người. Dàn chân siêu phẩm luôn nhá. Đây. Quay khí cho mọi người cùng xem nhá. Đây dàn chân quá đẹp luôn và nước sơn rin theo xe nhá. Nước sơn rin theo xe nhá. Lốp trước lốp sau còn mới luôn. Và hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán con quay RSX đời 2013 màu đồng này với giá cực kỳ yêu thương để quý anh chị em và các bạn, giá 9.500.000 đồng một chiếc quay RSX màu đồng, phiên bản cực kỳ đẹp luôn nhé. Tem rin theo xe này quá đẹp quá chất luôn và giá bán chỉ 9.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè quan tâm nhanh tay chốt đơn dùm em với nhá. Và đây mọi người tiếp tục theo chân của em. Bố ơi, có nhiêu để biết bán. Và đây ai là fan hâm mộ của chiếc ẹc in 3D cao cấp. Đây là in nha mọi người. Tem sơn theo xe luôn nhá. Màu là đen này, bạc này, trắng xanh. Một chiếc ẹc 150 quá đẹp luôn. Toàn bộ đang in 3D cao cấp. Lốc máy zin theo xe. Và đây này dàn chân ốc tan báy màu luôn. Cái chỗ này là em vừa xịt dầu lên không phải sơn lại nhá. Nhiều khách đến thấy xịt đẹp quá báo cái này chắc sơn lại không có nhá. Xịt dầu lên cho bóng thôi, giống như mà em lâu lâu đi đâu em cũng phải bôi sơn phấn tí thì nhìn nó tươi được nha mọi người. Đây này, gác chân còn cực kỳ đẹp luôn. Xe này em nói bao đẹp, bao tìm ra con thứ hai luôn mọi người. Toàn bộ đây là in 3D cao cấp nha mọi người. Phuộc trắng tinh luôn này. Đây không xì nhớt. Đây. Quá đẹp luôn này. Lốp còn mới luôn, một chiếc xe khó tìm chiếc thứ hai luôn mọi người. X150 một cái màu cực kỳ độc và lạ luôn. Và con xe này thì chưa có bình để nối cho mọi người. Con này chưa có bình anh. Con này là 3.000. 10.000 cây. Một chiếc X in 3D cao cấp đời cuối 2017. Toàn bộ in 3D và chạy đúng 10.000 km. Hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán giá 28.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè nhanh tay chốt đơn cho em đi. Tại vì nó đẹp lắm mọi người. Nó đẹp xuất sắc, cái màu cực kỳ độc và lạ luôn. Đây toàn bộ in 3D đây này. Đây phuộc đồ này, trắng tinh luôn, ốc than này. Quá đẹp luôn quý anh chị em và các bạn. Em đang lăn lê bò trườn để có những thước phim hoàn hảo và đẹp nhất cho quý anh chị em và các bạn. Nên mọi người xem được nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em để biết được một ngày em miền thuyết minh 4-50 phút, 1 tiếng đồng hồ là cực nhọc thế nào. Ngoài phải nói ra em phải lăn lê bò trườn để cho mọi người xem được rõ được cái chiếc xe nhá. Không phải chuyện đùa đâu, không phải ai cũng làm được. Người ta một người quay, một người nói, còn em đây vừa quay vừa nói vừa nổ máy bắt chắc luôn. Thì thế anh chị em bạn bè thương tình luôn cho like, chia sẻ và đăng ký giúp em với nhá. Để cho tất cả anh chị em bạn bè gần xa được biết rõ hơn nữa về xe máy Thanh Đoàn nhá. Và mọi người ơi, một điều em luôn gửi đến tất cả anh chị em bạn bè. Do quá trình mua bán nó quá đông, trong quá trình mua bán giao dịch nếu có sai sót gì mong quý anh chị em bạn bè gần xa thông cảm giúp em với ạ. Mọi người thương tình thông cảm giúp em với. Đây cố bô còn xanh lè luôn nhá mọi người, chỉ nhìn cố bô là biết xe đẹp cỡ nào rồi. Đây tem zin in 3D, cái màu cực kỳ đẹp, cái màu từ phía ngoài nó đẹp lắm mọi người. Bây giờ zoom kỹ rồi, bây giờ em phải zoom ra xa để mọi người hình dung ra chiếc xe 64B198230. Và một lần nữa gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè ở xa miền Trung miền Bắc, kể cả mất anh chị em bạn bè ở kiều bào ở nước ngoài nữa nha mọi người. Có nhiều người chưa một lần gặp gỡ mà vẫn chuyển khoản cho khách cửa hàng xe máy Thanh Đoàn đủ tiền để em gửi xe. Em nhắc lại mọi người rằng không bao giờ em để phụ lòng mọi người, nên là mọi người cứ tin tưởng xe máy Thanh Đoàn nha mọi người. Và lưu ý giúp em, xe máy Thanh Đoàn cho đối xe trong vòng 1 tuần, nếu quá 1 tuần đối xe phải tính lỗ và bán lại là phải lỗ tùy vào giá trị xe. Em nói rõ cụ thể từng chi tiết để quý anh chị em bạn bè mua xe rồi. Ví dụ có bán lại vẫn vui nữa, cứ nụ cười thật tươi và cảm ơn xe máy Thanh Đoàn nhé. Một chiếc xe quá hoàn hảo luôn, 28.500.000 đồng, in 3D, in nước sơn, in nguyên con luôn quý anh chị em và các bạn ạ. Và lại là một chiếc Vision. Hôm nay về những chiếc Vision rất là đẹp luôn mọi người. Đây lóc máy zin theo xe luôn này, màu trắng tinh khôi này. 38P137197, màu trắng là cực kỳ những màu được nhiều người ưa chuộng, nhưng cực kỳ
là khó ưa, với điều kiện mọi người phải ở sạch, ai ở dơ như em đây là coi như xong. Tại vì màu trắng mà nó hay nhanh dơ lắm, nên là mình phải giữ kỹ nha mọi người. Em đang nói em ở dơ, chồng em đang cười mà thật không có thời gian luôn. Đây, phuộc đồ rin đẹp 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 luôn này mọi người, quá đẹp luôn. Đây, nước sơn rin không có dặm nhá. Em nói thật chứ mọi người mà mua xe mà nhìn dặm liếc qua cái biết liền là nước sơn rin này. Đây, quá đẹp luôn. Em có một con ẹt siêu phẩm về nhé, mà chưa quay là có khách mua rồi, không biết là khách có mua không. Đấy, hôm nay là em bán được 18 chiếc xe rồi. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn rất là nhiều luôn nha. Mọi người nhớ like, chia sẻ, đăng ký giúp em. Em chuẩn bị có một chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn dành tặng quý anh chị em khách hàng luôn. Không cần mua xe vẫn có quà tặng nha mọi người. 38V137197 một chiếc vít trần. Xe nói chung là không có một tì vết gì để chê và chạy đúng 20.123 km. Bên em nói không với tua đồng hồ, nhiều khi xe về chưa kịp rửa là đã đi luôn, nên là không có bùa thời gian để bùa xe luôn. Và giá bán để quý anh chị em và các bạn, ok luôn con, 20.500.000 đồng một chiếc vít trần màu trắng tinh khôi, khó tìm chiếc thứ hai. Ai chưa đó tiền, đủ tiền thì cứ đặt cọc trước cho em 1-2 triệu cũng được. Ai có tiền rồi mà chưa lên mua được cứ đặt cọc cho em trước 1-2 triệu, em ship xe về tận nhà luôn. Ai ở xa có tiền chuyển khoán cho em 1-2 ngày sau sẽ nhận được xe thưa quý anh chị em và các bạn. Mọi người nhanh tay lên ạ. À, và tiếp tục, đây là một chiếc Sirius FI, giá bán chỉ có 10 bao nhiêu tiền, 10 triệu đồng thôi. Bánh mâm thắng đĩa luôn, tem rin theo xe và ốc tán cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. 10 triệu một đồng đã có thứ một chiếc xe 47E1 17609. Đây em sẽ để thứ xe cho mọi người cùng xem nhé. Em ru luôn, mua xe này nhớt không cần phải thay vì em vừa thay xong rồi, nên là quý anh chị em và các bạn. Dạ vâng, đây là khách hàng của em mua xe về không đi được giác bộ. Anh cho cảm tưởng đi ạ. Đây là công nhân họ làm mà nấu ăn ở trong này nhé. Em đùa cho vui mọi người, tướng thật ra chứ em nữa. Vâng, con này em để cho quý anh chị em các bạn giá bán là 10 triệu đồng nhá. Đây, bánh mâm thắng đĩa một chiếc đĩa FI chỉ 10 triệu đồng thôi. À, và đây là một chiếc Way Alpha. Way Alpha đời 2012 luôn. Màu xanh, có trải nhẹ đôi tí lơ thơ đây. Nói chung xe cũ mà, nhưng mà được cái mọi người xem rõ nhá. Rin đét luôn thưa quý anh chị em và các bạn. Máy rin đét luôn nhá. Xe chưa làm bất cứ cái gì, lóc máy đi theo xe luôn này, dàn chân sáng bóng luôn. Và đây là màu xanh, chiếc Quay Alpha quá đẹp. Dừng chân dứa lên đi kéo. Biển số 59I111706, một chiếc Quay Alpha và giá bán 10.500.000 đồng, 2 chìa khóa luôn, một chìa khóa chống trộm luôn. Thằng nào vô ăn trộm có chìa khóa này khó lấy được gì luôn nhá. Và đây em để thứ máy cho quý anh chị em các bạn xe nhé. Nồi còn đầu còn luôn. Giá bán 10.500.000 đồng một chiếc Way Alpha đời 2011. 59I111706. Alpha là một trong những dòng xe mà em bán cực kỳ chạy luôn nha quý anh chị em các bạn. Nhanh tay ủng hộ em nhé. Một chiếc Way Alpha cuối hong 2011 và giá bán để cho quý anh chị em và các bạn 10.500.000 đồng. Và tiếp tục, đây là một chiếc Hayate Suzuki, nhưng mà mẫu đời sau nha mọi người. Toàn bộ xe đang dán keo nguyên con thưa quý anh chị em và các bạn. Ốc tán này khó để tìm ra chiếc thứ hai đẹp như thế này. Vâng, một chiếc Hayate Suzuki đời 2013, toàn bộ xe đang dán keo nguyên con, 59P136987. Một chiếc xe quá đẹp luôn mọi người. Toàn bộ đây đang dán keo và mọi người cùng xem này. Lóc máy của nó này trên đét sáng bóng luôn nha. Đây em quay kỹ chi tiết để quý anh chị em gặp bạn bè đừng có bị nhầm lắng nha. Đấy, nước sơn quá đẹp. Bây giờ em để zoom ra xa một tí cho mọi người cùng xem ạ. Vâng, một chiếc Hayate không thể nào tìm ra chiếc thứ hai. Quá đẹp luôn. Và giá bán 7.500.000 đồng một chiếc Hayate đời 2013, toàn bộ xe đang dán keo chưa lột, giá bán 7.500.000 đồng. Biển số 59P136984. Anh chị em bạn bè nhanh tay đặt gạch giúp em với ạ. Và tiếp tục là Novo 5.
Novo 5 là một trong những dòng tre mà em bán chạy trong thị trường hiện nay, tại vì giá cá phải chăng mà máy thì chạy cực kỳ ngon luôn. Cậu Sướng ơi, còn chiếc Novo 5 màu trắng đấy ra giùm em với. Màu xanh GP thưa quý anh chị em và các bạn, quá đẹp luôn. Đây ạ, xe có thêm khóa đĩa luôn nhá. Tem zin theo xe nha mọi người, tem zin theo xe này. Đây, ốc tán bảy màu luôn. Quá đẹp, quá rẻ, quá sang luôn. Biển số quý anh chị em các bạn 37H115603, một chiếc Novo 5 màu trắng xanh GP. Cực kỳ đẹp luôn nhá và liền lạc luôn. Cái này là hết xăng rồi, để không có lên được nữa. Lát em sẽ đổ xăng lên. Nhưng mà xe, những cái xe này em bao em. Không em, mọi người cứ trả xe lại hoàn tiền 100% cho Novo 5, giá bán 12.500.000 đồng. Màu xanh GP luôn. Màu xanh GP, ốc tán chặt chân đẹp. 12.500.000 đồng. Đời sau cùng trắng nhiều hơn xanh, là cái đời sau của nó luôn. Thưa quý anh chị em và các bạn nha. Cái con màu trắng Novo 5 đấy nha con này. Đấy, con 1, 2, 3 đó nha. Dạ bạn. Ở đây, ở đây tiếp tục lại là một chiếc AB đây. AB 125 và màu hot nhá. Cái này là đen xám hai màu mọi người ạ. Xe đẹp cực kỳ đẹp luôn, không tìm ra con thứ hai luôn mọi người ơi. Ông ta xe gì chị? Quay áo màu trắng có. Màu trắng đời 25. 10 triệu rưỡi. Anh có coi thử. Biển số của nó là 59F158448 ạ. Và cái xe này thì em mua cầm đồ nên là chỉ thanh lý giấy tờ hóa đơn cà vẹt đầy đủ nhưng mà không sang tên được nha mọi người. Có, cái này là có chống trộm luôn nha. Có chống trộm đầy đủ luôn thưa quý anh chị em và các bạn. Đấy. Bây giờ thì đây, toàn bộ tem zin theo xe và cái màu này là một trong những màu hot mọi người ạ. Màu cực kỳ lạ luôn, nó là màu xanh đen hai màu luôn, với giá bán đấy quý anh chị em và các bạn cực kỳ yêu thương luôn. 22.500.000 đồng một chiếc AB nhá. AB này là siêu cọp luôn, khó để tìm chiếc thứ hai nhá. Đây, màu xám lông chuột, xám đen này, rất chi đẹp và liền lạc luôn. Anh chị em bạn bè ơi, tiền nào của đó thôi, 17 triệu cũng có xe đi, 18 triệu cũng có xe đi, nhưng mà xe này biến Sài Gòn mà cái màu đẹp này, xe đẹp luôn nên giá 225 là cực kỳ ok rồi. Anh chị em bạn bè nhanh tay chốt đơn giùm em với nhá. Và tiếp tục đây là một chiếc Hayate. Con này phiên bản là màu trắng xanh cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Xe này thì nói chung nó có tí lỗi ở đây này. Cái này giống như cho như chạm vào đâu mọi người, nó có bị đầy một tí đây. Nói chung là ba xe cũ thì cũng không tránh khói đâu. Nhưng mà quan trọng là cái máy của nó thì thôi, không tìm ra chiếc thứ hai. Hayate 125 vô inox nguyên con luôn thưa quý anh chị em và các bạn. Màu trắng xanh là một trong những màu cực kỳ hot luôn. Biển số 54Z13506 ạ. Máy êm như xe điện luôn. Và hôm nay em bán giá 6 triệu đồng. Đèn còi xi nhan ok hết. Cái màu này cực kỳ độc và lạ luôn nhá. 6 triệu đồng một chiếc Hayate. Mọi người ra đi ngoài đường, ra ngoài chợ đi mua một chiếc tay xe số, xe Trung Quốc 3-4 triệu mới có xe đi. Hôm nay chỉ cần 6 triệu đồng có một chiếc Hayate để đi rồi. Vô trong này em. À quên mà. Và đây là một chiếc đây, siêu phẩm này, Vario 150 xe vừa chạy được hơn 2.000 km thôi. Hai gương, hai chìa khóa và màu xám lông chuột. Biển số của nó là 73D1 230 6. 150 xe còn có tem của hãng. Đây là mọi người biết độ đẹp của nó, không cần nói nhiều là mọi người cũng biết rồi. Toàn bộ xe đang dán keo nha mọi người. Toàn bộ xe đang dán keo, ốc tán máy màu mọi người nhìn có lốp còn lông 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 đây này. Đấy, ốc này. Đấy. Dạ. Anh ra anh. Anh Đoàn ơi, anh Đoàn. Anh Đoàn chị thu đấy cho em cái, đấy cho em cái. Anh lùi ra cho anh kia ra cái. Ốc tán máy màu luôn nha mọi người. Vâng, con xe này em bán với giá để quý anh chị em các bạn là 46.500.000 đồng. Một chiếc Vario 150 cao cấp nha mọi người. Một chiếc Vario siêu cọp luôn, siêu đẹp luôn. Vario siêu cọp, siêu đẹp luôn ạ. Giá bán 48.500.000 đồng. Cậu ơi, đây con Classico cho em với. Ờ, đây, đây con Classico em quay cái. Dạ. Lại đó quay thấy gì? Vâng, để em quay xem hôm nay còn có những chiếc xe nào chưa quay để quay hết cho quý anh chị em các bạn được xem. Hình như là em quay ở đây, đây và một chiếc AB siêu đẹp này.
chiếc AB toàn bộ xe đang dán keo nguyên con đời cuối 2016 nha mọi người. Quá đẹp xuất sắc luôn. Biển số 95B126619. Chiếc AB này toàn bộ xe đang dán keo nguyên con, em chưa lột lát, em thấy rồi cho quý anh chị em các bạn xem. Với giá bán 25 triệu đồng, anh chị em bạn bè đã sở hữu một chiếc AB toàn bộ đang dán keo nguyên con nhá. Biển số 95 nha mọi người. 95B126619. Bây giờ thì em sẽ nổ máy cho mọi người xem. Cái này là còn vô inox này. Mình thích cái đế vậy, còn thích cái lột ra. Ôi máy. Máy móc rồi, xi nhan đèn đầy đủ hết trơn nha mọi người, quá đẹp luôn. Đây, quá đẹp luôn nhá. Giá bán đế quý anh chị em bạn 25 triệu đồng. Vâng, chiếc xe quá rẻ, quá hợp lý luôn nha. Đây, một chiếc da nớt 16 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, quá đẹp luôn, không tìm ra gì hết. 16 triệu 500 ngàn đã trừ một chiếc da nớt biển số 62P1 62692. Cực kỳ đẹp luôn nha anh chị em và các bạn. Và đây mọi người tiếp tục theo chân của em. Đây là một chiếc Novo 5 màu trắng đen, toàn bộ xe tem rin đeo xe. Xe này thì bây giờ đây là cái gương nó cũng đẹp đấy nha mọi người, mới thay xong này. Cái này thì cái chìa khóa là em để đâu em tìm chưa ra, nhưng mà xe này thì em đã kiểm tra trước khi mua. Bao êm bao đẹp, tem rin nguyên bản từ đầu, lốc máy rin đeo xe luôn. Biển số 43H105909, biển số Đà Nẵng. Toàn bộ xe đây đang dán keo, em chưa lột nha quý anh chị em các bạn. Và giá bán chỉ 11 triệu đồng đã sở hữu một chiếc Novo 5 siêu cọp. Đi đâu cho vội, đi cho xa, lên hệ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn để sở hữu một chiếc Novo 5 chỉ với 11 triệu đồng. Tem rin keo xe và toàn bộ đang dán keo cho quý anh chị em và các bạn. Nhanh tay nha mọi người, nhanh tay lên ủng hộ em nhé. Quá đẹp, vừa rẻ vừa đẹp vừa sang là có thật. Và tiếp tục lại một chiếc Classico hôm nay vừa về đội, em để cùng review cho quý anh chị em các bạn xem luôn. Màu nâu này, toàn bộ tem in bạc, cái này là tem rin đeo xe nha mọi người, tem rin đét luôn. Biển số 61S4 1283, một chiếc Classico màu trắng nâu cực kỳ đẹp luôn. Và giá 8 triệu đồng tem rin đeo xe cho quý anh chị em và các bạn. Mọi người nhanh tay ủng hộ em đi. Một chiếc Classico tem còn nguyên bán từ đầu tới chân đây này. Đấy, và cái giá chỉ với 8 triệu đồng anh chị em. Đây là có một chiếc xe đi rồi. Nhanh tay ủng hộ em nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã theo dõi hết cái like của em. Chúc tất cả quý anh chị em bạn bè buổi tối thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và mọi người ơi, nếu yêu thương của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, nhớ like, đăng ký và chia sẻ thật nhiều giúp em với. Và nhà em còn rất chi là nhiều xe để quý anh chị em và các bạn gần xa ủng hộ và lựa chọn, nên mọi người nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ em với. Số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Và trước khi kết thúc clip, em còn sót lại 3 xe. Thật là thông cảm với mọi người luôn. Nhiều khi xe nhiều quá quên luôn. Một chiếc vít trần màu đen nhám đời 2017, xe vừa lột keo xong. Biển số 71C3 28293, giá bán 21 triệu 500 ngàn đồng. Ai nhanh tay ủng hộ em. Màu đen nhám là những cái màu phiên bán đặc biệt, mua mới sẽ đắt hơn những màu khác 2 đến 3 triệu. Hôm nay xe máy Thanh Đoàn bất chấp bán rẻ hơn mấy màu kia luôn. Chơi vậy ai chơi lại được. 21 triệu 500 ngàn đồng một chiếc vít trần đời 2017 luôn, màu đen nhá. Màu đen nhám 71C3 28293. Và đây là một chiếc Acelo. Khi nào cũng alo Hiền ơi, còn Acelo không? Dạ vâng, em hết hàng. Hôm nay với về một chiếc Acelo đời cuối 2016 màu đỏ đen, ốc tán bảy màu nha. Xe dàn chân nước sơn cực kỳ đẹp, long lanh, máy êm ru như xe điện. Với giá 10 triệu 800 ngàn đồng, 78F129791. Anh chị em bạn bè thích quá cứ alo em cái, em gửi xe về cho, khỏi phải suy nghĩ nhiều nha. Bây giờ em thể đề thứ mà em phải dùng chân để đề nhá. Đấy, mọi người nghe không? Thì dùng chân thôi mà chạm nhẹ nó ok. Đèn còi xi nhan hoạt động tốt hết, không thiếu một cái gì hết. Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè, nhanh nhớ like và chia sẻ giúp em với. Và đây là một chiếc Attila biển 60Y43068, màu đỏ nhá. Màu đỏ chứng tỏ yêu anh là có thật đây. Anh chị em bạn bè nhanh tay thể hiện với chồng mình đây.
một chiếc Attila mà không một tí vết, cực đẹp, máy như xe điện luôn nhá. Nói không với ba cái loại 4-5 triệu kêu máy nha, em không chơi. Bây giờ chơi loại này 6,5 triệu xem có chơi, chơi có ngon sướng không nhá. Rồi này, xi nhan đèn này quá đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. Quá đẹp luôn này. Và màu đó này giá bán 6,500,000 đồng, biển số 60Y43068. 5 triệu cũng có, 4 triệu cũng có. Ai xem like của em rồi thì biết, nhà em không thiếu xe, giá nào cũng có bất chấp, và giá nào cũng có để phục vụ quý anh chị em và các bạn. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý anh chị em các bạn. Mọi người ơi, ngoài những dàn xe đây, trong nhà em và một kho xe ở bên cạnh nữa nhá. Bất chấp luôn, bất chấp tất cả các loại xe, ủng hộ mọi người nhanh tay ủng hộ em với ạ. Ngoài cái xe đây em còn một kho xe. Nếu anh chị em bạn bè báo em nói láo hoặc nói chơi, có thể xuống trực tiếp đây để chiêm ngưỡng ạ. Nên là cứ xuống đây, không sợ không có xe để về, cứ xuống đây không sợ không mua được xe. Rồi em nói lời chào tạm biệt, chúc tất cả anh chị em bạn bè buổi tối niềm vui, hạnh phúc và bình an nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè rất là nhiều luôn. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ giúp em với ạ.